Chào mọi người, mình là Dũng, là kỹ thuật viên của Video Shop. Cứ mình là một chiếc loa kéo của Agnostica Media. Nói loa kéo thì không ai là không biết về cái độ tiện lợi của nó, cũng như giá cả phải chăng mà mọi gia đình đều có khả năng sở hữu nó. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ có rất nhiều những sự cố xảy ra mà không phải ai cũng biết cách xử lý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục những lỗi tại nhà mà đỡ phải mất công đi bảo hành hay sửa chữa. Và lỗi đầu tiên chúng ta cần gặp đó là lỗi sạc pin không đúng cách. Các bạn để ở đây nó có 3 màu: đèn, đỏ, vàng, xanh. Thì tương ứng với màu xanh đó là pin đầy, màu vàng là pin còn 50% và màu đỏ là gần hết pin. Thì trong trường hợp đèn báo màu đỏ thì các bạn có thể cắm sạc thì đèn nó sẽ nhấp nháy ở màu đỏ. Khi chúng ta sạc đầy thì đèn nó sẽ báo màu xanh lá cây. Lúc đó chúng ta nên rút sạc ra để tránh trường hợp bị cháy pin. Tùy vào mỗi nhầm loa mà các bạn có thể sạc từ 3 đến 5 tiếng. Không nên sạc quá lâu và cũng không nên vừa hát vừa sạc để tránh làm hao tổn pin. Và lỗi thứ hai chúng ta thường gặp ở loa kéo đó chính là hiện tượng loa kéo bị hú. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do mình hiệu chỉnh cái loa kéo của mình chưa đúng cách. Và thứ hai đó chính là khoảng cách giữa micro và loa kéo nó quá gần. Và để hạn chế cái việc loa kéo bị hú thì chúng ta sẽ cân chỉnh như sau. Thì các bạn thấy ở đây là nó sẽ ghi là mid trap, có nghĩa là giải tầng cao của mid. Thì trường hợp mid của mình hát cảm giác nó quá hú đi thì mình sẽ giảm cái mid trap này lại. Mình giảm đến khi chừng nào mà cái loa nó hết hú thì thôi. Và đồng thời lúc đó mình có thể giảm micro tổng của cái nấm volume tổng của micro. Tại vì khi mình tăng cái này nó quá nhiều thì tín hiệu nó quá lớn thì nó sẽ bị hú. Đó, các bạn có nghe thấy không? Đó. Thì mình sẽ giảm lại. Và trong quá trình các bạn ca hát thì các bạn cũng có thể lưu ý giúp mình là cái khoảng cách giữa micro và loa kéo. Và sau đây mình sẽ lấy một cái ví dụ. Đó, thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì cái khoảng cách rất quan trọng. Và lời khuyên của mình ở đây đó chính là hãy giữ khoảng cách giữa micro và loa tầm khoảng từ 1m là 1,5m. Và tuyệt đối đừng bao giờ chỉ cái đầu micro vào thẳng loa kéo như lúc nãy mình đã làm. Và lỗi thứ ba ở đây đó chính là loa kéo không cân đối được với Bluetooth. Thì nó sẽ bao gồm 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do loa kéo bị yếu pin, không đủ nguồn cấp của nó. Thứ hai, đó là do loa kéo đang kết nối với một thiết bị khác. Và thứ ba là chúng ta chưa chuyển qua cái trạng thái Bluetooth trên loa kéo. Và các bạn lưu ý giúp mình là trên điện thoại sẽ có những cái điện thoại bị yếu Bluetooth, thì lúc đó mình có thể kiểm tra trên điện thoại của mình. Đối với nguyên nhân do loa kéo bị yếu nguồn thì mình sẽ cắm sạc cho loa kéo và đợi khi nào loa kéo hiển thị qua đèn màu xanh thì mình sẽ kết nối lại với nó. Và đối với nguyên nhân thứ hai đó chính là loa kéo đã được kết nối với một cái thiết bị khác. Và giải pháp ở đây đó chính là chúng ta sẽ khởi động lại loa kéo. Và đồng thời lúc đó loa kéo sẽ báo cho chúng ta biết là nó đã kết nối với một thiết bị khác. Và chúng ta ở đây sẽ đi tìm cái thiết bị đó và ngắt kết nối với nó. Và nguyên nhân thứ ba đó chính là loa của mình chưa được chuyển qua trạng thái Bluetooth. Thì ở đây cái modem mình sử dụng đó chính là CB39. Nó sẽ ký hiệu cái Bluetooth bằng chữ BL và cái đèn hiển thị ở đây. Và tùy theo mỗi dòng loa thì nó sẽ có cách hiển thị khác nhau. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là mình đã nêu cho các bạn biết là ba lỗi cơ bản nhất trong quá trình sử dụng loa kéo là như thế nào rồi. Thì nếu trong quá trình sử dụng các bạn gặp những trường hợp tương tự thì các bạn có thể áp dụng ngay cái phương pháp của mình để xử lý sự cố ngay tại nhà nhé. Hoặc nếu các bạn gặp những trường hợp khác, các bạn có thể đặt câu hỏi ngay bên dưới để VDA sáu chúng tôi hỗ trợ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì tạm biệt. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.